Dạ, dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãnh nha anh chị. Và những sản phẩm em lên anh chị thích món nào đó anh chị chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãnh nha anh chị. Zalo hoặc là số điện thoại cũng là 0913330469 nha anh chị. Và những anh chị mà không có xài Zalo anh chị nhắn tin hoặc là trực tiếp điện thoại nha anh chị. Thứ hai nữa là những cái kênh em lên đó anh chị có nhắn tin lên mà em có trả lời cho anh chị không có nhận được tin nhắn nha. Em cũng mong anh chị là do là cái kênh em lúc nào em cũng niêm yết trên cái số đó anh chị nhắn tin nha anh chị. Và em sẽ cảm ơn cho anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Rồi bây giờ em lên cái này anh chị. Em lên cái này là một cái combo nha anh chị. Bây giờ em lên cái này là một cái combo. Một cái combo này anh chị. Một cái combo này là gồm là một bộ trà nha chị, một bộ trà. Một bộ trà nha chị, một bộ trà và một cái rốt nha chị, và một cái này là một cái để đổ trà thừa nha chị, để đổ trà thừa nha. Cái này là con gì ta? Con phượng hoàng á. Con phượng hoàng. Thứ hai nữa chị, thứ hai nữa là một cái này là dòng cutani nha chị. Dòng cutani. Và những cái bột em báo chị là cái này là một cái combo. Chứ mà em báo chị là truyện thì khác nhau nha chị, do cái này em siêu tầm nó được một bộ như thế này, chứ không phải là một bộ của nó là truyện ký nha, đúng giống nhau nha chị. Cái này là một cái bộ phu thê. Một cái bộ phu thê nha chị, một cái bộ phu thê. Và cái này nè chị, cái này bộ trà này. Một cái ly này chị, ly này là ly cutani nha chị. Ly cutani, mà cái này ly này là họa tiết vẽ vàng nha chị, họa tiết vẽ vàng. Mà em báo vậy, ly này nó có độ thâm trong ly nha chị. Do cái ly em báo chị là cái ly này là một combo, chứ mà cái ly này là ly cũ. Ly cũ nha chị, còn những cái này là mới, chẳng hạn như bộ phu thê này là mới nha chị, mới nha. Còn bây giờ này cái bình này chị, bình này là họa tiết như thế này. Cái này là anh chị, viền là viền vàng. Cái này là cũng là vàng nha anh chị. Cái miệng bình cũng là vàng. Và cái này là truyện cũng đỏ nha chị, truyện đỏ. Mà trong này là lộc tổ ong. Lộc tổ ong nha chị, lộc tổ ong. Rồi bây giờ này em có anh chị, cái chung này là cái chung bên đó là họ uống rượu nha chị. Chứ mà mình riêng mình uống trà, chứ mình uống rượu. Cái ly này nó hơi to. Bây giờ em có hai cái bình sake như thế này. Em báo chị chỉ là cái truyện nó hơi khác. Chứ còn cái phượng hoàng thì giống nhau chị đấy. Em có là chị ba cái ly giống như thế này, truyện như thế này. Và còn hai cái ly truyện như thế này. Đó. Rồi bây giờ em có chị, cái này em có hai cái ly. Hai cái ly có nắp nha chị. Cái này là dòng cutani rất là dày, dày rất là dày anh chị. Hai cái bình sake và một bộ phu thê. Và cái này anh chị, một cái ly này anh chị để bút hay để gì cũng được, nó có cái đế. Ly này đẹp nhất đó anh chị đó. Và em có là chín cái chén nha anh chị, chín cái chén nha. Em báo chị là những cái chén này, em báo chị trong số này anh chị, những cái chén cơm này. Đó, mà cái này chị em báo chị nó có một cái một cái này em có hai chiếc hoặc ba chiếc anh chị, nó hai chiếc nó dặn cái khu anh chị, cái khu nó bị dâm như thế này nha. Mà những cái dòng này thì cái khu không được láng nha anh chị, không được láng hoàn hảo nha. Đó, anh chị nhìn cái chén này, mà thật tình là cái chén này anh chị rất là siêu tầm, rất là lâu mới, nói chung là chén này rất là hiếm nha anh chị. Tuy rằng nó là vậy chứ mà rất là hiếm, còn những cái bộ trà thì nó dễ, còn riêng chén thì rất là khó. Và giờ này cái này combo này chỉ thiếu một cái bình chấm hoa nữa chị. Bình có đo hoa nữa là ok. Trong cái này có 9 cái chiếc chén nha anh chị. Và cái này có một cái chén dâm như thế này. À, cái này là dâm. Anh chị có thích thì em sẽ bỏ vào, còn không thích thì em sẽ bỏ ra nha. Nói chung là đấy, bây giờ em sẽ đo chuẩn chi tiết anh chị. Cái này đường kính của này là 9. Cao của này là 6, là một cái bộ trà anh chị.
Còn cái bộ phu thê này là nó có trừ rồi. Ly là 9, ly lớn là 9, ly nhỏ là 8. Rồi cái này chị, cái này là đường kính của này là 6.5 và cao của này là 11.5 là cái ly để bút. Bây giờ em đo các chị phần chén nha. Phần chén này là đường kính của chén này là 12, cao của chén này là 10, cao của chén này là 10, cao của chén này 6 nha chị, 6 nha. Còn cái này đường kính của này là 9 và cao của này là 6.5 là hai cái chung đậy nắp như thế này. Rồi bây giờ em bán nguyên cái combo nha chị nha, nguyên cái combo này. Em bán hết cho anh chị là với giá là 3.300.000 nguyên một cái combo như thế này. Nguyên combo như thế này nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã F14 nha anh chị, rất là đẹp luôn. Cái này em bán anh chị chỉ thiếu một cái bình cắm hoa, mà cái bình anh chị dễ tìm. Em bán anh chị rất, thứ nhất là khó tìm nhất là cái chén này. Đó, như, khó nhất là cái chén, thứ hai là cái này. Chứ còn những cái này thì nó dễ tìm. 3.300.000 anh chị chốt cho em mã F14. F14 nha chị, F14. Cái này em bán chị là 9 chiếc chén nha chị, 9 chiếc nha. Còn cái này là một cái kỳ bị dâm, thì anh chị có chỗ có thích thì em bỏ vào, mà không thích thì em bỏ ra nha. Bị dâm cái dầm. À, cái dâm cái miệng dành nha chị. 3.300.000 cái bộ này siêu đẹp luôn. Cho có tương tác cho do mình kia mình ở đây mà. Cái này 3, này 2 chung. Này 2 chung. Này 2 chung nha chị, quên báo chị, cái này 2 chung với một chiếc chút bị dâm. 2 chung rồi, 2 bình trà và 2 chung rồi, cái này bị dâm nha chị. Đây này chưa kịp báo. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là một cái này đường kính. Bỏ máy kè. Anh chị, cái này là một cái cái này anh chị, cái này là nồi, cái này là nồi nha anh chị, nồi của Pháp nha. Em không biết, nói chung là cái này em không biết có nấu được hay không, cái này em không biết nha chị, do nói chung là em cũng không có xài mấy cái này, em không biết. Cái này là em báo chị là cái này màu xanh của Pháp nha, cái này là chính của Pháp nha chị, có ký hiệu phần sau như thế này, có ký hiệu phần sau chị, có hai cái quai như thế này, những cái này rất là hiếm nha chị. Cái này đường kính của này 16 và cao của này là 4.5. Không biết có nấu được, em không báo nha anh chị. Cái này em bán cho anh chị với giá là 150.000 chiếc này. Cái này em bán chị là của Pháp nha anh chị, 150.000 một chiếc nha, thế này hiếm nha anh chị. Đó, cái hàng rất là hiếm nha. Rồi em lên cái này chén anh chị. Cái này chén là cái này là chén này, chén xanh ngọc. Chén này em có là 7 chiếc nha anh chị. 7 chiếc chén xanh ngọc như thế này. Cái này là xanh ngọc nha chị, chén này là có họa tiết viền vàng luôn. Chén này hơi lạ xíu là chị, nó hơi dài hơn cái chén mình nha. Chén này đường kính của này là 13 và cao của này là 5 nha chị. Cái này 7 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 150.000 7 chiếc chén này. Một có 150.000 thôi nha chị, 7 chiếc nha. Anh chị chốt giùm em mã F16. 150.000 7 chiếc F16. Rồi em đang cặp tô này chị, một cái cặp tô này là tô hoa nha chị. Ok. Đấy, một cái cặp tô này nó quá siêu đẹp mà nó lại hoa nổi nha chị, hoa trà đây, hoa gì nè. Hoa nổi, cái này là có truyền ký đầy đủ nha chị, có truyền ký đầy đủ. Đường kính là 16. 16 hết nha chị, đường kính 16 và cái này là 15.8. Rồi cái cặp này anh chị, cặp này em bán cho anh chị là một cặp này em bán cho anh chị là, rồi em bán cho anh chị 100.000 cặp này đi, 100.000 anh chị, siêu đẹp cặp này nha anh chị, họa tiết hoa như thế này nha, hoa hai bên
100k anh chị chốt cho em mã F17 nha chị. Cái này là tô nha, F17 2 chiếc 100k, F17. Rồi em đang cái này chị, 3 chiếc dĩa dài dài như thế này. Ba cái này là dĩa dài sâu lầm nha chị. Cái này là dạng như dĩa hột xoài đó. Dĩa này đường kính của này là 21 nha chị, và ngang của này là 15. Cái này em có 3 chiếc nha chị, 3 chiếc này em bán cho anh chị là 180. Mỗi chiếc này chỉ có 60k thôi. 3 chiếc này là 180, anh chị chốt cho em mã F18. F18 nha chị, 180k F18. Rồi em lên cái này chị, ly này là ly ly này là ly cá nha chị. Nói chung ly cá, ly hải sản, cá tôm nha chị đó, ly như thế này nha. Này là có truyện ký đầy đủ anh chị. Có truyện ký đầy đủ anh chị để bút. Cái này là hơi cao cho anh chị để bút hay để gì cũng được luôn. Đường kính là 8 nha chị, và cao của này là 10. Đường kính là 8, cao là 10 nha chị. Ly này em bán cho anh chị là 50k một chiếc ly như thế này. Truyện ký đầy đủ nha chị, mới chưa qua sử dụng, 50k một chiếc. Anh chị chốt cho em mã F19. F19 50k một chiếc nha chị, F19 50k. Ráng lên nè. 20 phút. F19 nha chị, F19. À 50k một chiếc. Rồi nha chị, em cho anh một cái này. Cái này là thứ nhất là họa tiết sơn thủy nha chị, thứ hai là có một cái dòng thư pháp như này. Những cái này là dòng xưa nha chị, em báo chị là cái này là dòng xưa. Và cái này oval như thế này. Cái này em có 3 chiếc nha chị. 3 chiếc mà đường kính của này là 15 và ngang của này là 11 anh chị. Dài 15, ngang 11. Cái này 3 chiếc này em bán cho anh chị mỗi chiếc 60k, 3 chiếc là 180k. Anh chị chốt cho em mã F20 nha chị, 180k 3 chiếc này, F20 nha chị, F20. Rồi em lên 4 cái dĩa này anh chị. 4 cái dĩa này là 4 cái dĩa hoa anh chị, 4 cái dĩa hoa. À hoa lan. Này là lam nha chị. Đường kính là 17 anh chị, đường kính của dĩa này là 17 nha chị, có chuyện đầy đủ luôn. Rồi cái này 4 chiếc anh chị, 4 chiếc này. Rồi em bán cho anh chị 4 chiếc này với giá là 130k 4 chiếc nha anh chị. 130k 4 chiếc. Anh chị chốt cho em mã F21. 130k mà có 4 chiếc nha anh chị, F21 nha. Lam họa tiết như thế này. Anh chị nhìn rất là đẹp nha anh chị. Rồi em đem một cái bình, cái này bình trà nha anh chị. Bình trà Banco. Bình trà Banco nha chị, bình trà Banco. Bình này là lọc lưới nha chị, lọc lưới nha. Bình này Banco lọc lưới. Thứ nhất là cái này là dung tích là khoảng chừng 350ml. Ở này là có truyện đầy đủ nha chị, truyện đầy đủ dưới này, mới chưa qua sử dụng anh chị. Mới chưa qua sử dụng mà những cái gờ như thế này thì rất là ok luôn. Đó, cái bình này anh chị, bình này là mới chưa qua sử dụng 350ml nha chị, lọc lưới. Rồi cái bình này em bán cho anh chị với giá là 440k cái bình này. 440k. Anh chị chốt giùm em mã F22. 440k chị, F22 nha. Nó tùy, có những cái bình này nó to thì em có thể là em lên giá cao hơn xíu nha chị, bình nhỏ. Mà cái những em bán chị những cái bình nhỏ là cái giá cao hơn của nha chị, bình mà rất là mini, khoảng chừng mà dung tích khoảng chừng 200ml đó. Lấy bình đó bây giờ là kiểu như là họ lại thích uống một mình, mà những cái bình đó là rất là đắt tiền. Còn cái bình này nó tầm tầm 2 người uống hoặc 3 người uống cũng được. Đó, cái này 420k, 440k, F22. F22 nha chị, F22.
rồi em lên tiếp nha chị. Cũng là bình như thế này, mà cái bình này thì họa tiết là vẽ bạc nha chị, mà em báo chị là họa tiết là vẽ bạc. Những cái bình này anh chị là để trà túi lọc, hoặc là anh chị cái này em báo chị là không có cái lọc phần trăm nha chị, không có lọc phần trăm. Rồi cái bình này là dung tích khẩu trường 400ml, bình này là họa tiết bạc nha chị. Bình này em bán cho anh chị với giá là 200k cái bình này, 200k. Anh chị chốt cho em mã F23 nha chị, 200k F23. Rồi em lên cái này anh chị, ba cái ly nha chị. Ba cái ly này họa tiết rất là đẹp luôn. Ba cái ly này là viền vàng nha chị, viền vàng. Cái này là có truyện ký đầy đủ nha cái này. Ly này đường kính của này là 9 nha chị, và cao của này là 5.5. Cao của ly 5.5 nha chị. Cái này em có 3 chiếc nha. Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị với giá là 90k 3 ly như thế này. 90k 3 chiếc như thế này, anh chị chốt giùm em mã F24 nha chị, 90k 3 chiếc F24. Rồi em lên hai cái dĩa ảnh hành đi cùng với chị. Hai cái dĩa hoa nha chị, hai cái dĩa hoa như thế này nha. Dĩa này là đường kính của này là 19. Đường kính 19 nha chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là 19 nha chị. Cặp này em bán cho anh chị là hoa nổi nha chị. 19 và cao của này là 9.3.5. Rồi cặp này bán cho anh chị với giá là 100k một cặp như thế này. Hai chiếc mỗi chiếc 50k nha chị, hai chiếc 100k. Anh chị chốt giùm em mã F25. F25 nha chị, 100k F25. Rồi anh chị em lên ba cái này là ba cái tam thái nha anh chị, ba dĩa tam thái. Này là có truyện đầy đủ nha anh chị, ba dĩa tam thái. Đường kính dĩa này là 16 nha anh chị. Ba chiếc này em bán cho anh chị với giá là ba chiếc nha anh chị, 100k ba chiếc tam thái này. 100k ba chiếc nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã F26 cả người tất cả. 17. F26 nha anh chị, F26. 100k ba chiếc nha anh chị, F26. Rồi em lên một cái gạt tàn lam nha chị. Cái này đường kính của này là 14 nha chị. Gạt tàn lam đường kính 14. Cái này là không có truyện nha chị. Cái này em bán cho anh chị, cái này 60k. Gạt tàn lam nha chị, em bán cho anh chị 60k. Rất là đẹp luôn nha chị. Anh chị chốt cho em mã F27. 60k chị, F27 nha. Rồi cái này anh chị em lên nè. Ly này anh chị có 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc nha anh chị, 5 chiếc, 6 chiếc, 7 chiếc nha anh chị. Cái này em có 8 chiếc nha. 8 chiếc nha anh chị. Và cái này em báo anh chị là cái 8 chiếc này, cái này ly này là dừa trúc nha anh chị, và dừa hoa đào nha anh chị. Hoa nổi như thế này, dừa trúc, dừa hoa đào nha anh chị. Dừa trúc, dừa hoa đào. Cái này là ly này là em báo anh chị là không có truyện nha chị, ly này không có truyện. Ly này không có truyện, được 8 chiếc nha chị, rất là đẹp luôn. Cái này là vừa tầm tầm. Đây đường kính của này là 6 nha chị, và cao của này là 7. Miệng là 6 nha chị, cao của ly là 7 nha. 8 chiếc này. Rồi 8 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 290k 8 chiếc này.
290k nha chị, 8 chiếc này. Anh chị chốt cho em mã F17. Xin lỗi F28. 290k chị, F28 nha. F28. 290k F28. Rồi em lên cái này chị. Cái chuông này. Cái này em có 4 chiếc nha chị, 4 chiếc như thế này nha. 4 chiếc anh chị, 4 cái ly này có nếp anh chị, cái này nè, có nếp và cái này là trúc, họa tiết là trúc nha anh chị, và cái lam này là chị đấy. Rất là đẹp luôn, 4 cái nắp như thế này, viền là viền sô-cô-la nha chị. Ly này là hơi nhẹ, chứ cũng không nặng nha chị, nói chung tầm tầm, không nhẹ, không nặng. Cái ly này nha, đó, ví dụ những vấn đề. Ở trong này họa tiết là vẽ một cái họa tiết là trúc như thế này chị. Và cái này là có triệu ký đầy đủ luôn. Ly này đường kính của này là 8 nha chị, và cao của này là 5.5. Cái này em có 4 chiếc nha chị. Rồi 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 4 chiếc này 260k 4 chiếc. 260k 4 chiếc nha anh chị. Anh chị chốt giùm em mã F29 nha chị, F29. F29. 260k 4 chiếc nha chị, F29. Rồi em lên một cái tô lam nha chị, em lên một cái tô lam. Tô này là chị, viền là viền sô cô la nha chị, viền sô cô la. Và trong này là vẽ tùng, trong này là vẽ chim nha chị, và cái này là vẽ một cành trúc, và cái này là có hoa nha chị. Cái này là sơn thủy. Nói chung là cái tô này là sơn thủy nha chị, tô này là sơn thủy. Viền là viền sô cô la sơn thủy như thế này. Tô này đường kính của này là 19 nha anh chị, .5, cao của này là 8. Tô này em bán cho anh chị với giá là 170k cái tô này. 170k nha chị, 170k cái tô. Anh chị recommend mã F30 nha chị, mã F30. 170k F30. Anh chị một cặp ly nha. Một cặp ly như thế này. Một là một cặp là một màu họa tiết xanh nha chị, và một họa tiết vàng. Đường kính của này là 7 nha chị, và cao của này là 9. Rồi một cặp này em bán cho anh chị với giá là 80k một cặp nha chị. Một cặp chỉ có 80k thôi, mỗi chiếc này là 40k, hai chiếc là 80k. Anh chị chốt cho em mã F31 nha chị, F31 80k. F31. Rồi em làm cái này 3 chiếc anh chị, 3 chiếc lam như thế này nha anh chị, 3 chiếc lam. Viền là viền sô cô la anh chị. Rồi 3 chiếc này. Đường kính của này là 16.5 nha chị. Rồi 3 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 90k 3 chiếc. Mỗi chiếc chỉ có 30k thôi nha chị, 3 chiếc này 90k. Anh chị chốt cho em mã F32. F32 chị, F32. 90k F32. Rồi em lên một cái này chị, một chiếc. Cái này là cái tô anh chị. Tô này là đường kính của tô này là 12.5 và cao của này là 8. Tô này là tô ngũ sắc nha chị. Tô ngũ sắc nha.
này em bán cho anh chị với giá là 80k. 80k chiếc này anh chị, 80k chiếc này. Này là có triệu ký đầy đủ nha anh chị, viền sô cô la. 80k anh chị chốt giùm em mã F33. 80k chị F33 nha, F33. Mã rồi cái này anh chị em lên ba cái ly này, ba cái ly thấu quang anh chị, ba cái ly thấu quang. Nhiều phút rồi mà không. Cái này đường kính của ly này chính anh chị, cao của này là 5.5. Rồi ba cái này anh chị, ba cái này em bán cho anh chị với giá là 120k ba chiếc ly này. 120k 3 ly này nha chị. Anh chị chốt cho em mã F34. F34 nha chị, 120k F34 và anh xin phép chào cô chú anh chị.